Xin chào các cô gái xinh đẹp. Hôm nay Trang sẽ giới thiệu với các bạn 8 thỏi son Hàn mới toanh từ 4 hãng khác nhau lận. Chúng mình cùng bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên là hãng Aritone với thỏi Color Lasting Teen mới ra mắt tháng 5 năm nay. Bảng màu son của dòng son mới này có đến 15 thỏi liền, nhưng vì chưa biết chất lượng ra sao nên Trang chỉ lấy thử 2 màu thôi. Từ thiết kế của thân son, chúng mình có thể biết rõ được đấy là màu son gì. Chất son bóng nhẹ và bám màu nhanh chỉ sau một lớp đầu tiên. Son mềm và rất mướt, các bạn môi hơi khô hoàn toàn có thể dùng được. Điểm cộng nữa là mùi hoa quả ngọt dịu mình cực kỳ mê. Màu 08 san hô này rất tươi trẻ, nhẹ nhàng và hợp với nhiều tông da nhé. Giờ thì chúng mình cùng xem độ bám của son nào. Chà chà, vì là son bóng nên vẫn sẽ dây ra cốc hay ống hút đấy. Nhưng độ bám màu thì cực kỳ tốt. Kể cả khi lớp bóng trôi đi hết thì màu vẫn còn rõ trên môi. Ưng ưng. Giờ đến thỏi thứ hai, màu 11 Dancing Red. Mặc dù có quá nhiều đỏ cam rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cứ gắn bó với giải pháp an toàn là tốt nhất mà. Nếu không hài lòng với chất son thì cũng giữ được màu son mà nhỉ. Nhưng phải nói là Trang cực kỳ thích em này rồi đấy. Son gộp đủ các tiêu chí cơ bản nhất mà mình cần. Màu đẹp, độ bóng vừa phải, căng mịn, lâu trôi, không làm khô môi, mùi cũng thơm nữa. Chết rồi, Lumipang chuẩn bị ra rìa mất rồi. Look up above your head at the light. Tiếp đến là em Pudding Teen cũng của Aritone. Đây không phải là sản phẩm mới mà thực chất chỉ là thay thiết kế vỏ thôi. Từ hộp lùn lùn béo béo sang thân mảnh rẻ cao ráo. Bé này thuộc dạng teen sữa. Tuy nhiên vì chất son khá mỏng nên bạn sẽ cần phải chấm nhiều lớp nếu muốn màu lên đậm và rõ hơn, đặc biệt là khi thoa cả môi. Thử 3 màu rồi và phải nói là màu nào Trang cũng ưng quá đi mất. Màu san hô này thì có khi chẳng cần make up cũng dùng thoải mái được luôn. Đến yếu tố quan trọng đây. Không bị in màu một chút nào luôn này. Trời ơi, nhiều loại son teen quá. Và bây giờ là jelly teen. Em này khi vừa mở nắp đã thấy mùi nho rất đặc trưng rồi. So với hai dòng teen trước Trang vừa swatch thì em này đúng nghĩa là son teen. Vừa thoa đã thấy bám ngay vào lòng môi. Kể cả gò bắp cũng không tán ra được xung quanh là mấy đâu. Màu tương đối đậm và đặc. Với những gam màu đậm thế này thì có lẽ các bạn có phần viền môi hơi thâm sẽ khó dùng hơn đấy. Nếu dùng cả môi thì cần nhúng đầu son liên tục vì chất son khô lại khá nhanh. Điều đó cũng đồng nghĩa với khả năng bám màu của son. Ăn uống thả phanh nhưng son vẫn cứ nằm lì trên môi không nhúc nhích. Nếu bạn yêu thích K-pop và đặc biệt là Suzy của Miss A, chắc chắn bạn không thể bỏ qua sự xuất hiện của The Face Shop in Liquid này rồi. Vậy để xem thực hư chất lượng em ấy ra sao nhé.
Sau một thời gian dài, thật dài thì giờ Trang mới trở lại với The Face Shop. Trang đang dùng thỏi OR02 cam đậm. Cảm giác khi mới thoa son lên môi rất giống thỏi Color Lasting Teen đầu tiên. Lớp son bóng mỏng nhẹ và không hề bị bết dính. Tuy nhiên, em này có vẻ ít bóng hơn một chút, để một lúc lâu sẽ thấy độ bóng giảm dần. Tất nhiên là khi dùng son bóng, chúng mình không thể tránh được việc dây ra ống hút hay vành cốc đâu. Còn nếu không ăn uống gì thì khả năng bám màu có thể lên tới 4 tiếng, chứ không thể nào kéo dài đến 12 tiếng như quảng cáo được. Son có mùi thơm hoa quả nhẹ, rất dễ chịu. Nếu đánh cả môi mà thấy lớp kem hơi dày thì bạn có thể dùng giấy dặm bớt đi hoặc sử dụng tip mút ngón trỏ để tránh tình trạng dính răng nhé. Với những thỏi son màu tiêu biểu và có chút bóng nhẹ thế này, môi chúng mình sẽ trở nên căng mọng, dễ thương cực kỳ luôn. So với các em son bóng sử dụng đầu bông thì Misha Sleep Touch Lips này lại có một vẻ đẹp riêng. Tuy đơn giản nhưng lại rất nhã nhặn. Son được thiết kế dạng vặn, tuy nhiên đã vặn lên là khói vặn xuống luôn. Mặc dù đã có chỉ dẫn nho nhỏ cạnh thân lưu ý chỉ nên vặn khoảng 1mm thôi, nhưng Trang lại không ưng điểm này lắm. Chất son cực kỳ mềm, nhưng độ che phủ chỉ ở mức tương đối. Nếu dùng cả môi sẽ thấy môi hơi bị lộ vân và màu thì xê dịch chứ không bám nguyên một chỗ đâu. Bám nhẹ một cái cũng sẽ thấy viền môi dưới in lên môi trên luôn. Độ bám của màu son cũng không được lâu cho lắm. Đây thực chất là thỏi son đầu tiên từ Vanilla Co mà Trang sử dụng. So với các thỏi trước thì em Teeny Lakhoe này có giá bán cao nhất. Vì bị thu hút bởi thiết kế vỏ xinh xắn cùng với chữ I Love Seoul nổi bật này nên mình cũng đã mua luôn mà không chần chừ gì đâu. Có vẻ hôm nay các em son bóng lên ngôi quá nhỉ. Màu 03 hồng đào này phải nói là cực kỳ xinh. Tưởng tượng bạn gái nào dùng cũng sẽ rất yêu ấy. Đáng buồn là son rất dễ trôi, mà đã trôi là trôi sạch luôn chứ không còn màu nào trên môi cả. Nếu bạn đã tìm được ít nhất một thỏi son yêu thích trong video lần này thì hãy để comment bên dưới và nhớ like nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại. Bye bye.